Xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Cà sa ma quy quy sùng nắng Nam mô Bụt Đa, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sân Khai. Chị Oanh ơi, chị bị rớt mic rồi. Chị cầm mic lại nha chị. Dạ ti sa sa ha bành ta tên. Dạ, dạ thưa anh Mỹ có nghe không? Ngài sư nghe rõ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Duti chambi buddhang saranang gacchami. Duti chambi dhammang saranang gacchami. Duti chambi sanghang saranang gacchami. Tati chambi buddhang saranang gacchami. Tati chambi dhammang saranang gacchami. Tati chambi sanghang saranang gacchami. Dạ, yeah, mời Mỹ thọ tam quy ngũ giới đi Mỹ. Nam mô Bụt Đa, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sân Khai. Dạ. Nam mô Tát Sơ Phật Giáo Bát Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sơ Phật Giáo Bát Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang bana ti bata veramane sikha padang samadhiyami adinna dana veramane sikha padang samadhiyami kame sumicchachara veramane sikha padang samadhiyami musavada veramane sikha padang samadhiyami Sura meraja macappa madathana veramane sikha padang samadhiyami. Amafante panati pata veramane sikha padang samadhiyami. Adinnadana veramane sikha padang samadhiyami. Kame sumicchachara veramane sikha padang samadhiyami musavada veramane sikha padang samadhiyami surame rayamach
Chappamadathana Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami. Imani pancha sikha padani sadukang katwa apamadena nichakalang samaraki tappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na poka sampada, sile na nipputin janti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Amapante sadhu sadhu sadhu. Dạ, con kính trang sư đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ, kính thưa đạo tràng, kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Uttamange na vandeham padapam suvarutamam putteyo kalito doso putto kamatutam mamam. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vandeham dhamman cha duvidham varam dhammeyo kalito doso dhammo kamatutam mamam. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vandeham sanggan cha duvidottamam sanggeyo kalito doso sanggo kamatutam mamam. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, một lần nữa con xin đại diện đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã đại diện chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ, kính thưa sư Thanh Tâm, trước khi chúng con vào lớp học, xin sư chúc phúc cho chúng con ạ. Dạ. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa buddha nuvave na sada sotti bhavantu te. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa dhamma nuvave na sada sotti bhavantu te. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa sangha nuvave na sada sotti bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, kính chúc quý vị sinh hoạt được an vui ạ. Không Phật. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, sa du sa du sa du, kính chư ân sư. Dạ, bây giờ Mỹ mời chị Nguyên Như lên để mà ôm lại vi diệu pháp nha. Mời chị. Sa thú, sa thú, sa thú a Mỹ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay lại là ngày chúng ta ôn tập vi diệu pháp cùng với nhau. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post bài cho lớp đọc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại 10 cái thập phúc hành tông và cũng như 10 parami để mà mình có thể ôn tới ôn lui với nhau nha quý vị. Nguyên Như đã sắp sẵn cái tiếng Pali và tiếng Việt cho mọi người cùng ôn.
sẽ có một phần là thập hạnh phúc và một thờ phần là 10 parami. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu cho chúng con nối đuôi theo ạ. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật. Bây giờ sư xin xung phong đọc trước ạ. Rồi sau đó mời quý vị đọc nha. Đọc, quý vị cố gắng đọc cho có phước. Bùn nhá kiriya quát thú. Bùn nhá kiriya quát thú. Thập hạnh phúc. Đà ná mắc gá bố thí. Si lá mắc gá trì giới. Bà quá nà má giá là tu tiến. Áp á chà giá. Namaya, Appajaya, Namaya là cung kính. Vijaya, Vajja, Namaya là phục vụ. Bhatti, Dana, Maya là hồi hướng. Bảy là Patta, Numodana, Maya là tùy hỷ. Dhammasana, Vana, Maya là thánh pháp. Dhamma đề sa na ma giá là thuyết pháp. Đích thú du cầm là cải chánh tri kiến. Sa thú sa thú. Rồi mời mười pháp ba la mật nữa. Parami mười pháp ba la mật theo tuần tự. Đà na parami bố thí ba la mật. Số hai si la parami là trì giới ba la mật. Nikkhamma parami xuất gia ba la mật. Pancha parami trí tuệ ba la mật. Viriya parami là tinh tấn ba la mật. Khanti parami là nhẫn nại ba la mật. Sakya parami là chân thật. Tám là Atithana parami là quyết định ba la mật. Metta parami tâm từ ba la mật. Upekkha parami tâm xả ba la mật. Sa thú sa thú. Rồi mời vị kế tiếp, mời Mỹ đi nha. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Đàm Ma, nam mô Sang Ca. Dạ con xin trả bài. Punyakiriya vattu thập hạnh phúc. Một, Đà Na Mắc Gá bố thí. Hai, Xì Lá Mắc Gá trì giới. Ba, Phà Quá Nà Má Gá tu tiến. Bốn, Áp Bá Trà Gá Na Má Gá cung kính. Năm, Quê Gá Quách Chá Má Gá phục vụ. Sáu, Bát Tí Gá Na Má Gá hồi hướng. Bảy, Bát Tà Nú Mô Đa Na Má Giá tùy hỷ. Tám, Đàm Má Sa Quá Na Má Giá thính pháp. Chín, Đàm Mà Đề Sa Na Má Giá thuyết pháp. Mười, Đích Thú Chúc Khăn Má cải chánh tri kiến. Parami mười pháp ba la mật theo tuần tự. Một, Đà Na Parami bố thí ba la mật. Hai, Sila Parami trì giới ba la mật. Ba, Nekhamma Parami xuất gia ba la mật. Panya Parami trí tuệ ba la mật. Năm, Viriya Parami tinh tấn ba la mật. Sáu, Khanti Parami nhẫn nại ba la mật. Bảy, Satcha Parami chân thật ba la mật. Tám, Atithana Parami quyết định ba la mật. Chín, Metta Parami tâm từ ba la mật. Mười, Upekkha Parami tâm xả ba la mật. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung post bài. Dạ, mời vị kế tiếp ạ.
Mời chị Oanh nhé. Ô, xin lỗi. Mời anh Giang, nhìn thấy cái bàn tay anh Giang rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin lễ sư Thanh Tâm. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Punya Kiriya Vattu thập hạnh phúc 1. Đà Na Mắc Giá bố thí 2. Tỳ La Mắc Giá trì giới 3. Pha Quan Na Ma Giá tu tiến 4. Abhacha Yana Ma Giá cung kính 5. Quay Gia Quắc Cha Ma Giá phục vụ 6. Bát Tì Đà Na Ma Giá hồi hướng 7. Bát Tà Nu Mô Đà Na Ma Giá tùy hỷ 8. Thầm Ma Sa Wa Na Ma Giá thính pháp 9. Thầm Ma Đề Sa Na Ma Giá thuyết pháp 10. Đích Tu Chú Cầm Ma cải tiến tri kiến. Parami, 10 pháp ba la mật theo tuần tự 1. Naparami, bố thí ba la mật 2. Silaparami, trì giới ba la mật 3. Nekhammaparami, xuất gia ba la mật 4. Banyaparami, trí tuệ ba la mật 5. Viriyaparami, tinh tấn ba la mật 6. Khanti Parami, nhẫn nại ba la mật 7. Sakcha Parami, chân thật ba la mật 8. Adithana Parami, quyết định ba la mật 9. Metta Parami, tâm từ ba la mật 10. Ubekha Parami, tâm xả ba la mật. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn cô Kim Dung đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Bồn nha kiri ya wat thu thập hạnh phúc 1. Đà na mắc gã bố thí 2. Xì la mắc gã trì giới 3. Phà Quan Na Ma Giá tu tiến 4. Abhacha Yana Ma Giá cung kính 5. Quầy già Quách Cha Na Ma Giá con xám hối Quầy già Quách Cha Ma Giá phục vụ 6. Bát Tì Đà Na Ma Giá hồi hướng 7. Bát Tà Nu Mô Đà con xám hối Bát Tà Nu Mô Đà Na Ma Giá 8. Thầm Mát Sa Wa Na Ma Giá 9. Thầm Ma Đề Sa Na Ma Giá thuyết pháp 10. Đít Thu Chú Cầm Ma cải tránh chi kiến Bà Ra Mì 10 pháp ba la mật theo tuần tự 1. Đà Na Bà Ra Mì bố thí ba la mật 2. Xì La Bà Ra Mì chỉ giới ba la mật 3. Ních khầm ma bà ra mì xuất ra ba la mật 4. Bành nhà bà ra mì trí tuệ ba la mật 5. Quỳ rí giá bà ra mì tinh tấn ba la mật 6. Khẳng ti bà ra mì nhẫn nại ba la mật 7. Sách cha bà ra mì chân thật ba la mật 8. Athit thà na bà ra mì quyết định ba la mật 9. Metta Bà Ra Mì tâm từ ba la mật 10. Ubekha Bà tâm xả ba la mật. Dạ sa thú sa sú. Dạ con xin xuống mic mời bạn kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài.
Punya Kiriya Vattu thập hạnh phúc. 1. Dana Magga bố thí. 2. Sila Magga trì giới. 3. Pavana Maya tu tiến. 4. Apaccha Yanam Maya. Apaccha Yanam Maya cung kính. 5. Weya Vachamaya phục vụ. 6. Patida Namaya hồi hướng. 7. Patta Numodana Maya tùy hỷ. 8. Thammasawana Maya thính pháp. 9. Thammade Sana Yama Thammade Sana Maya thuyết pháp. 10. Dithu hẹp đọc lại. À, đâu mất tiêu rồi. Nó mất tiêu rồi ta. Ủa, nhảy rồi. Dạ, xin lỗi. Ừ, trên đây. 10. Đích thu chú cầm á. Cải chánh tri kiến. Bà Rami, 10 pháp ba la mật. Theo tuần tự. 1. Đà Na Bà Rami, bố thí ba la mật. 2. Si La Bà Rami, trì giới ba la mật. 3. Netkhammabarami, xuất gia ba la mật. 4. Banyabarami, trí tuệ ba la mật. Viriyabarami, tinh tấn ba la mật. 6. Khantibarami, nhẫn nại ba la mật. Sakchabarami, chân thật ba la mật. 8. Atithanabarami, quyết định ba la mật. 9. Metta Parami, tâm từ ba la mật. 10. Upekkha Parami, tâm xả ba la mật. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, kính mời bàn tay của Xích An Nhiên. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, con là An Nhiên, kính đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đỉnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính đỉnh kính chào quý anh chị trong đầu tràng. Dạ, con xin đọc bài Buồn Nhá Ký Rí Giá Vách Thú Thập Phúc Thập Hạnh Phúc. 1. Đa Ná Mắc Gá Bố Thí. Si Lá Mắc Gá Trì Giới. 3. Là Ba Quá Na Má Giá Tu Tiến. 4. Là Á Pá Chá Giá Na Má Giá Cung Kính. 5. Là Vê Gia Vách Chá Má Giá. 6 là Bát Tí Đà Ná Má Giá hồi hướng. 7 là Bát Ta Nú Mô Đá Na Má Giá tùy hỷ. 8 là Thâm Má Sách Thâm Má Xá Vá Ná Má Giá thích thính pháp. 9 là Âm Má Đê Xá Na Má Giá thuyết pháp. 10 là Đít Thú Vú Thất Cầm Má cải chánh chi kiến. 10 pháp ba la mật là ba rá mi. 10 pháp ba la mật theo tuần tự. 1. Đa ná ba rá mi bố thí ba la mật. 2 là si lá ba rá mi trì giới ba la mật. 3 là nét tham má ba rá mi xuất gia ba la mật. 4 là banh nha ba rá mi trí tệ ba la mật. 5 là vi rí giá ba rá mi tinh tấn ba la mật. 6 là khanh tí ba rá mi nhẫn nại ba la mật. 7 sách chá ba rá mi chân thật ba la mật. 8 là á thiết tha ná ba rá mi quyết định ba la mật. 9 là metta ba rá mi tâm từ ba la mật. 10 là Upekkha Parami Parami tâm xả ba la mật. Dạ, con xin đọc xong, xin
Cảm ơn cô Kim Nhung đã bắt bài ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý Tăng Ni và con kính chào quý Đạo Hữu. Sau đây con xin đọc bài. Bùn nhá rí, khí rí giá quát thú thập hạnh phúc đà ná má giá bố thí. Hai, xì lá má gá trì giới. Ba, phá quá nà má gá má giá tu tiến. Áp bách. Bốn, áp bách trà giá ná má giá cung kính. Quầy già quách trá má giá phục vụ. Bách tí đà ná má giá hồi hướng. Bảy, bách tà nú mồ đá nà má giá tùy hỷ. Tám, thầm má sát nà ná má giá thính pháp. Tám, thầm má đề xá nà má giá thuyết pháp. Mười, đích thú chút khâm má cải cách chi kiến. Bà rá mì mười pháp ba la mật theo tuần tự. Một, đà ná bà rá mì bố thí ba la mật. Hai, xì lá bà rá mì trì giới ba la mật. Ba, nét khâm mét khâm má bà rá mì xuất gia ba la mật. Bốn, bành nhà bà rá mì trí tuệ ba la mật. Năm, quyết trí giá bà rá mì tinh tấn ba la mật. Sáu, khành tí bà rá mì nhẫn nại ba la mật. Bảy, chắc trá bà rá mì chân thật ba la mật. Tám, ách thí thà ná bà rá mì quyết định ba la mật. Chín, mê tà bà rá mì mét tà bà rá mì tâm từ ba la mật. Mười, ubet kha bà rá mì tâm xã ba la mật. Xa thú. Dạ, kính cảm ơn chị Kim Nhung đã bót bài. Dạ, sau đây xin mời vị kế tiếp à. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, chư Đồng Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ. Bùn nhắc khi đi giáo quách thứ thập hạnh phúc số 1. Đà Nam Mắc Gá bố thí 2. Xì Lâm Mắc Gá trì giới 3. Phà Văn Nà Má Giá tu tiến 4. Áp Bá Trà Giá Ná Má giác cùng kính nằm. Vĩ già quách cha má giác phục vụ. 6. Bát chi đà năm má giác hồi hủy. Bát tà nu mộ đá nà má giác tùy hủy. 8. Thầm mát sa ba nắp má giác tính pháp. 9. Thầm mát đề sanh nà thiết pháp. 10. Đích thú chúc cầm mắt cả chính chi kiến. Bà Ra Mì mười pháp Ba La Mật theo từng tự. Một, Đà Na Bà Ra Mì bố thí Ba La Mật. Xì La Bà Ra Mì trì giới Ba La Mật. Ba, Nét Khâm Ma Bà Ra Mì xuất gia Ba La Mật. Số bốn, Bà Nhất Bà Ra Mì trí tuệ Ba La Mật. Số năm, Vì Ri Giáp Bà Ra Mì tinh tấn Ba La Mật. Số sáu,
Khandi bà ra mi nhẫn nại ba la mật số 7. Sách cha bà ra mi chân thật ba la mật số 8. Atithana bà ra mi quyết định ba la mật số 9. Metta bà ra mi tâm từ ba la mật số 10. Upekkha bà ra mi tâm xả ba la mật sa thú sa thú. Dạ con xin mời bị kế tiếp ạ. Làm sao ra đây? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa cả nhà mình đã đọc hết chưa ạ? Có còn vị nào nữa không? Xin giơ bàn tay lên trước khi Nguyên Như ôn bài tiếp ạ. Ồ, đúng rồi, anh Giang Nhất Hạ chưa nghe tiếng của anh Giang Nhất Hạ hôm nay. Xin mời anh nha. Nguyên Như xin xuống mic ạ. Ồ, anh đọc rồi hả? Sa thú, sa thú. Vậy cho Nguyên Như đọc lại một lần nha. Dạ, sa thú chị Nhung. Punya kiriya vattu thập hạnh phúc. 1. Đà ná mắt gá bố thí. 2. Xì lá mắt gá trì giới. 3. Phà quá nà má giá tu tiến. 4. Apacha Yana Maya cung kính. 5. Quỳ già Vách Chá Maya phục vụ. 6. Patida Namaya hồi hướng. 7. Patta Numo Dana Maya tùy hỷ. 8. Thammasawana Maya thính pháp. 9. Thammade Sana Maya thuyết pháp. 10. Thú chiếu cầm má cải chánh tri kiến. Bà Rá Mì, 10 pháp ba la mật theo tuần tự. 1. Đà Ná Bà Rá Mì, bố thí ba la mật. 2. Xì Lá Bà Rá Mì, trì giới ba la mật. 3. Nét Khầm Má Bà Rá Mì, xuất gia ba la mật. 4. Bành Nhà Bà Rá Mì, trí tuệ ba la mật. 5. Quỳ Ví Giá Bà Rá Mì, tinh tấn Ba La Mật. 6. Khành Tí Bà Rá Mì, nhẫn nại Ba La Mật. 7. Sách Chá Bà Rá Mì, chân thật Ba La Mật. 8. Á Thích Thà Ná Bà Rá Mì, quyết định Ba La Mật. 9. Mét Tà Bà Rá Mì, tâm từ Ba La Mật. 10. U Pét Khà Bà Rá Mì, tâm xả Ba La Mật. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong. Như vậy là không còn vị nào khác lên đọc, chỉ còn Nguyên Như cuối cùng hai cả nhà. Kỳ Anh. Ồ, còn bé Kỳ Anh đây. Kỳ Anh lên đọc nha. Rồi, Nguyên Như xin nhường mic lại cho bé Kỳ Anh nè. Ok, em mới đi làm về đang nấu cơm, sa thú, sa thú. Như vậy hôm nay cả nhà mình ai cũng đọc hay hết luôn, sa thú lành thai. Dạ bây giờ Nguyên Như xin thưa đạo tràng sẽ đi vào bài. Nguyên Như kéo cái... Mình sẽ bắt đầu vào cái trang 149 nha cả nhà. Mình tập vô trong cái khoảng mà khí cảnh trí. Khí cảnh trí thì có ba. Là trí văn, trí tư và trí tu.
Như xin đi qua cái phần số 1 là trí văn. Trí văn chính là một cái loại trí tuệ mà phát sanh bằng cách nghe lời dạy của người khác. Chẳng hạn như mình vào trường, mình nghe thầy giáo dạy, rồi mình vô trong lớp học của mình đây, mình nghe chư tăng giảng pháp, thì cái đó chính là trí văn. Hồi xưa đó là có người ta không có viết bài viết vở xuống tập, không có ghi chép nhiều, mà người ta chỉ là nghe thôi. Thành ra chữ văn á, tiếng Hán chính là chữ nghe. Hồi xưa thì những cái vị chư tỳ kheo nghe lời Phật dạy mà sanh trưởng những cái trí tuệ này. Có những cái chỗ thì họ hồi xưa có những cái thời kỳ mà nó không có một cái loại sách vở, một cái ấn loát gì hết. Thành ra lúc mà thời Đức Phật đó quý vị, người ta chư vị chỉ nghe Phật giảng bài xong rồi ôm với nhau, ôm từng từng nhóm với nhau, rồi cứ người này đọc lại cho người kia, chứ không có cái kiểu mà sướng như chúng ta bây giờ là mình có sách, có vở, rồi có email, có Facebook, ôm tới ôm lui. Cái đó là chỉ nghe và lặp lại, nghe và lặp lại thôi. Thì cái đó gọi là trí văn. Thì như soạn ra cái chỗ này, như xin đọc lại cho cả nhà ha. Trí tuệ phát sanh bằng cách nghe lời dạy của người khác. Sutamaya Panya có nghĩa là văn tuệ, là một cái loại đầu tiên của ba loại trí. Xưa kia chưa có sách vở, chưa có ấn loát, nên đi học có nghĩa là đến nghe lời thầy giảng dạy, rồi ghi nhớ nằm lòng. Do đó, những nhà học giả thời bấy giờ được gọi là Bahusutta, có nghĩa là người có nghe nhiều. Văn có nghĩa là nghe, nghe lời dạy của Phật mà sanh trưởng lên trí tuệ. Chứ nếu mà mình không có nghe giảng, mình không có học gì hết, mà mình ngồi nhắm mắt mà mình cứ nghĩ đó là sanh trí tuệ thì nó cũng hơi khó, phải không quý vị? Nó phải có đi theo tuần tự pháp mới được. Cái phần thứ hai thì gọi là trí tư. Trí tư đây chính là lối hiểu biết thứ nhì mà phát sanh do cái sự suy luận mà ra. Tiếng Pali là Cintamayapanya, có nghĩa là tư tuệ. Thí dụ như những kiến thức khoa học mà người phương Tây họ áp dụng làm những cái sản phẩm mới đó, là những cái thứ mà mình mỗi cái tuần, mỗi tháng mình có những cái gọi là những cái sản phẩm mình làm ra, những cái phát minh đó, thì cũng là cái loại mà người ta suy nghĩ, người ta phát hiện, phát minh ra. Thế giống như là đèn điện nè, cái ánh sáng nè, rồi những cái xe hơi, những cái máy móc cho mình xài mỗi ngày mà mỗi tân tiến đó, cũng là vì tư duy ra. Thì trí tư đây cũng có một loại là mình suy tư từ cái lời dạy của thầy giáo ở trên lớp, và cũng có một loại nữa là mình tìm ra, mình phát minh ra những cái gì mới, những cái gì lạ, mình thành một cái thành phẩm, một cái sản phẩm, thì đó cũng là cái trí tư. Tư ở đây á, có nghĩa là nghĩ, là cái từ cái chỗ tư duy, từ cái sự khảo nghiệm suy xét mà mình được tăng trưởng cái trí tuệ. Phần thứ ba là trí tu, là cách thứ ba để mà trở nên sáng suốt và khai to thông trí tuệ bằng cái lối thực hành thiền. Phà quá nà má giá banh nhà có nghĩa là tu tuệ. Tu ở đây chính là sửa, là từ chỗ mà mình phải dụng công, mình thiền, mình tu tập, mà mình thông qua những cái điều mình thấy, mình nghe, mình hiểu qua cái tư duy và quan sát mà thành tựu cái trí tuệ. Hai cái phương pháp đầu đó quý vị, là chỉ có mở mang kiến thức trong phạm vi luận lý của thế gian mà thôi, tức là trí văn và trí tu đó, thì thế gian mình làm được. Nhưng mà cái phương pháp thứ ba có nghĩa là trí tu thì mình bắt buộc phải nhờ thiền. Vì cái thiền này mà mình có thể trực giác, mình chứng nghiệm được những chân lý của cái trí thứ nhất và trí thứ hai nói đến. Thiền tập đây hay còn gọi là phương pháp trau dồi tâm trí của mình, không phải là cái trạng mơ màng,
tiêu cực mà là một cái sự nỗ lực linh động và tích cực. Khi mà mình thiền, nếu mà ta nghĩ cứ ngồi không không làm gì, ngồi nhắm mắt lim dim là chưa chắc đâu quý vị. Cái khúc mà mình ngồi thiền đây á, chính là một cái sự nỗ lực rất là linh động và rất là tích cực. Mình nhắm mắt vậy chứ mình quan sát nó li ti tỉ mỉ. Còn nếu mà mình mở mắt ra thì mình thấy được những cái phần thô nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị nhắm mắt á, mới thấy được phần tế. Khi mà mình bình thường mình nghĩ là mình rất là lanh lẹ nè, mình rất là giỏi nè. Quý vị thử ngồi xuống thiền, nếu mà quý vị không quen đó, ngủ gục liền tức thì luôn. Tự trong tâm mình cứ nghĩ là khi nhắm mắt là phải ngủ. Chứ mình đâu có nghĩ là nhắm mắt á, là nó phải là sáng và trí tuệ lên đâu, mình phải thiền một thời gian ha. Nếu mà quý vị nào mà chưa bao giờ thiền thì cứ ngồi thử đây, ngồi thử một tiếng coi mình ngủ được bao nhiêu. Chắc nhiều khi là ngủ hết một tiếng luôn, rất là khó cái chỗ đó. Quý vị nhớ ha, hai cái phương pháp đầu á, có nghĩa là trí văn và trí tư á, thì là thuộc về cái thế gian, cái pháp thế gian. Còn cái pháp thứ ba đó mới là thuộc loại là phi vượt ra ngoài cái để mà mình thành tựu cái panh nha, một cái trí tuệ về thiền tập pha quá na má giá panh nha. Và Nguyên Như xin đi qua một phần khác, chính là đây là thầy kinh lặp lại một lần nữa về 10 cái nhân sanh phước. Hôm bữa mấy cái tuần trước á, Nguyên Như có đi một cái ngày, một cái giờ liên tục riêng cho cái 10 nhân sanh phước. Hôm nay Nguyên Như xin ôm và đi sơ qua thôi. 10 nhân sanh phước thì thứ nhất là bố thí, có nghĩa là mình tập chia sớt tài sản và vật dụng cho mọi người xung quanh, hoặc là mình có thể chia sẻ cái sự hiểu biết của mình. Có hai loại bố thí là vật thí và pháp thí. Ý nghĩa của sự bố thí này chính là học tập cái sự xả ly, sự dứt bỏ và loại trừ và dẹp được những cái loại tâm keo kiệt và bủng xỉnh trong tâm của chúng ta. Thứ hai chính là trì giới, có nghĩa là mình sẽ nguyện thọ trì hoặc là năm giới hoặc là tám giới để mà mình gìn giữ giới luật để ngăn ngừa các pháp ác. Người mà có gìn giữ giới luật thì tâm sẽ được mát mẻ và an vui. Phần thứ ba chính là tu tiến, thì mình có hai loại là chỉ tịnh và minh quán. Thực hiện pháp làm cho tâm mình được an tịnh, trở nên tốt đẹp, làm cho tâm yên lành, an tịnh. Tu tiến thì chia ra làm hai loại. Thứ nhất là chỉ tịnh, chính là thiền chỉ, là chúng ta nương vào 40 cái đề mục để mà tu, đạt tới cận định hay là định. Nhưng mà cái việc chỉ tịnh này thì không có đưa đến giải thoát được. Phần thứ hai là phần minh quán, có nghĩa là thiền quán hay là thiền minh sát. Tức chúng ta nương vào tứ niệm xứ để mà tu, tức là tu bốn loại, thân, thọ, tâm, pháp. Như xin đi qua phần tiếp, phần thứ tư chính là cung kính. Chúng ta thực hiện pháp cung kính để mà dẹp đi sự ngã mạn của mình, tôn trọng, chào hỏi và kính trên nhường dưới. Cái pháp cung kính này cũng khó lắm đó quý vị. Mấy ai gặp được một nhà sư mà mình có thể mình đề đầu mà mình đảnh lễ. Những cái người Phật tử thuần thành thì mình không nói. Khi mà quý vị đi ra đường, quý vị gặp coi, không có ai mà dễ mà gặp một vị sư, nhất là những vị sư nhỏ tuổi, thấy 10 tuổi, 20 tuổi nhỏ hơn chúng ta, mà chúng ta có thể mà quỳ gối mà lại sát đất, rất là khó, không có dễ thực hiện cái pháp cung kính đâu đó quý vị. Về cái pháp thứ năm còn gọi là phụng thị hay cũng có thể nói là phục vụ cho mọi người, cho cộng đồng, nhưng mà phục vụ phải đúng pháp, phải hợp pháp. Chúng ta làm để mà phát sanh thiện nghiệp. Nhiều khi mình nói phục vụ, mình làm chuyện này chuyện kia mà không đúng luật là cũng không đúng cái tinh thần của cái sự phục vụ nha quý vị. Mình phải làm đúng pháp và mình phải làm hợp pháp mới được. Cái phần thứ sáu là hồi hướng phước.
Nếu mà chúng ta không có để ý hoặc là không có tác ý đúng đó, thì chúng ta sẽ mất cái phước này. Chẳng hạn như hôm bữa nhóm của Nguyên Như đi lên chùa để làm cái lễ dân y khá thí ná, thì những sư huynh lúc nào cũng nhắc quý vị phải nhớ hồi hướng phước nha, phải có tác ý nha, phải nguyện nha. Nếu mà không nhắc là mình quên liền, mình làm phước nguyên một ngày mà mình không có hồi hướng đến ông bà cha mẹ và hồi hướng đến tất cả chúng sanh, thì tự nhiên mình sẽ mất một cái phước hồi hướng này rất là uổng. Vì quý vị nên nhớ đây cũng là một loại phước. Nếu mà mình đi làm phước bố thí rồi mà mình quên hồi hướng sau khi bố thí, thì mình là phí một cái việc làm phước rồi. Cả nhà nhớ chỗ này nha. Rồi tiếp tục là chúng ta phải có ý, phải có cái tác ý khéo và hồi hướng thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Vì những cái phước quá khứ cộng với trí tuệ hiện tại, tức là chúng ta phải hồi hướng phước có trí tuệ. Khi giống như nguyên một ngày ta làm phước đến khoảng 4-5 giờ chiều, thì những cái phước từ sáng tới chiều đó nó đã thuộc về quá khứ rồi. Nhưng mà từ cái lúc buổi chiều đó đó là mình nhớ là mình phải có cái hồi hướng nữa. Thành ra cái lúc mình nhớ đó cộng với phước của nguyên một ngày mình, thì lúc đó mình hồi hướng phước rất là có trí tuệ. Số 7 là tùy hỷ phước, có nghĩa là vui theo những phước thiện của người khác đã tạo. Bạn bè mình làm phước gì, mình cũng hoan hỷ theo. Người chung quanh, người thân của mình làm phước gì, mình cũng hoan hỷ theo. Người ta làm phước là người ta được một cái phước phục vụ, phước bố thí. Còn mình tùy hỷ thì mình có cái tùy hỷ phước của mình. Tức là lúc nào mình cũng có thể tạo phước. Khéo léo nhìn vào tâm của mình trước và khéo léo khởi cái tác ý với phước thiện của người khác đã làm. Và Nguyên Như xin qua phần thứ 8 chính là thính pháp. Nghe những điều tốt đẹp đem đến sự lợi ích, phát sinh trí tuệ để mà giảm thiểu cái tham sân si trong tâm của mỗi chúng ta. Nghe những cái pháp chân chính từ những bậc trí tuệ, đây chính là cái phước thính pháp. Số 9 là thuyết pháp, nói lên những pháp đúng, và chúng ta nên cẩn thận lời nói của mình. Nói phải đúng chánh pháp chánh tạng. Khi mình nói, không có nói theo suy tư của mình, càng sát vào chánh tạng chánh pháp thì càng tốt. Có những cái chỗ mà Nguyên Như thấy có những vị có thể làm một cái bài văn giống như một cái bài và giảng văn vậy quý vị, suy ra những cái từ hoặc là những cái chi pháp ở trong kinh theo một cái bài giảng văn có đầu bài, thân bài, kết luận, nói những cái suy nghĩ của mình rồi đọc lại đó, thì cái chi pháp nó không đúng đó quý vị, chỉ không có đúng chi pháp rồi nói theo cái ý của riêng mình đó, thì những cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Mình phải càng bỏ ít vào cái tư kiến của mình thì càng tốt. Phải nói lên những cái việc mà mình dịch ra trong sách và trong kinh tạng nhiều, và đọc theo những cái tài liệu nhiều hơn là mình ngồi mình suy tư ra. Tự quý vị thấy suy tư là mình dùng cái tưởng của mình nói vào nhiều lắm. Thành ra mình càng suy á, thì mình càng đi xa cái lời Phật dạy. Ha quý vị ha. Cái phần thứ 10 đây á, là chấn chỉnh tri kiến. Điều chỉnh cái tri kiến của mình, làm cho kiến thức trở nên đúng đắn và chân chánh. Cái loại mà chấn chỉnh tri kiến đây á, thì mình nên bỏ cái điều sai và duy trì phát triển cái điều đúng. Sự phát biệt giữa thiện phước và pháp độ. Pháp độ đây chính là Parami. Là thiện phước thì cho chúng ta quả là sự an lạc, sự hạnh phúc. Đây thuộc về hữu vi pháp. Còn pháp độ Parami là nền tảng của đạo và quả siêu thế, đưa đến sự giải thoát và đạt đến đạo quả Niết Bàn. Thì bây giờ quý vị thấy mình đã học qua sơ sơ, và Nguyên Như mới vừa ôm lại cái 10 nhân sanh phước đây đó. Thì 10 nhân sanh phước này thuộc về cái pháp hiệp thế.
Và khi mà chúng ta học qua cái 10 parami, tức là học 10 cái pháp độ, thì ở đây thuộc về cái sự giải thoát, thuộc cái quả siêu thế ha cả nhà. 10 pháp parami đây chúng ta có nè, thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là xuất gia, thứ bốn là trí tuệ, thứ năm tinh tấn, thứ sáu nhẫn nại, thứ bảy chân thật, thứ tám quyết định, thứ chín tâm từ và thứ mười là tâm xả. 10 pháp ba la mật nó sẽ đi theo tuần tự pháp. Hồi xưa giờ mình cứ học mà mình không biết là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Mình có thể nói trước nói sau gì được hay không thì nó không có rõ ràng. Thì Nguyên Như kiếm được một cái bài đó, thì cái bài này thì nói ra là mình phải thuộc y chang như cái thứ tự mà Nguyên Như mới vừa đọc. Tự vì phải cái bố thí ba la mật thì nó sẽ làm nền tảng cho trì giới, và trì giới ba la mật sẽ là cái nền tảng cho xuất gia ba la mật là nền tảng cho trí tuệ ba la mật là nền tảng cho tinh tấn ba la mật làm nền tảng cho nhẫn nại ba la mật làm nền tảng cho chân thật ba la mật làm nền tảng cho quyết định ba la mật làm nền tảng cho tâm từ, và tâm từ ba la mật sẽ là nền tảng cho tâm xả ba la mật. Quý vị phải nhớ theo thứ tự của nó, chứ mình không có đi lộn tới lộn lui được. Bây giờ Nguyên Như sẽ đọc lại về cái tiếng Pali để ôn một lần nữa cho cả nhà nha. Số 1, Đà Na Pà Rá Mi, Bố Thí Bà La Mật. Số 2, Si La Pà Rá Mi, Trì Giới Ba La Mật. Số 3, Nát Khăm Má Pà Rá Mi, Xuất gia ba la mật. Số 4, Panh nhà pa ra mi, trí tuệ ba la mật. Số 5, Quỳ ri giá pa ra mi, tinh tấn ba la mật. Số 6, Khanh tí pa ra mi, nhẫn nại ba la mật. Số 7, Sách chá pa ra mi, chân thật ba la mật. Số 8, Á thích thà ná pa ra mi, quyết định ba la mật. Số 9, Metta Bà Rá Mì, tâm từ ba la mật. Và số 10, Ubekha Bà Rá Mì, tâm xả ba la mật. 10 ba la mật này được bắt đầu từ bố thí ba la mật theo tuần tự cho đến tâm xả ba la mật. Không chỉ trình bày tuần tự theo cách thuyết pháp đề xá na ná giá, mà còn trình bày tuần tự theo cách thực hành pa tí bách tí ná giá, nghĩa là ba la mật trước sẽ làm nền tảng và hỗ trợ cho ba la mật sau được thuận lợi. Giải thích theo 10 ba la mật. Thứ nhất là bố thí ba la mật, Đà Na Pà Rá Mi. Bố thí này hay gọi là cái lòng quảng đại, là ba la mật đầu tiên mà trong khi thực hiện thì hành giả thành tựu được hai nghiệp thiện, là thứ nhất là tiêu trừ được những cái tư tưởng ích kỷ và xấu xa ở trong tâm, và thứ hai là sẽ phát triển được những tư tưởng vị tha và trong sạch. Bố thí là một cái niềm vui, một cái phước lành của cả người tặng lẫn người nhận. Thì quý vị thấy khi mà quý vị mình đi, mình bố thí, mình cho ai một, không có cần cái gì lớn, giống như mình thấy một người đói bụng quá, một cái người ra đường ở bên đường mà họ xin mình cho họ một củ khoai đi, mình cho bằng cái tâm từ, cho bằng một cái lòng tốt, thì quý vị thấy quý vị vui không? Thấy người ta đứng ăn mình cũng vui, cái người ăn cái củ khoai đó cũng vui, mà cái người cho cái củ khoai đó cũng vui. Thành ra đây là một cái niềm hân hoan, một phước lành cho cả người tặng lẫn người nhận. Và khi mà mình có cái bố thí ba la mật đó, đây chính là cái chê tá na chê tá xí cá, có nghĩa là một cái tác ý tâm sở mà nó sẽ đồng sanh với cái tâm đại thiện. Tức là khi mà mình bố thí đó, quý vị phải có cái tâm đại thiện thì quý vị mới bố thí được, sẵn sàng đem cái của cải nè,
ngọc ngà, châu báu, ngai vàng, vợ con, hoặc là thậm chí cả những cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta, thậm chí ngay cả sinh mạng của mình để bố thí cho người khác, cho chúng sanh khác. Cũng có thể là mình đem cái sự hiểu biết của mình để mà mình chỉ dẫn cho người khác, mình tạo bố thí ba la mật để cho được thành tựu. Mà bố thí ba la mật đây là nền tảng, là một cái pháp đầu tiên khi mà quý vị tập làm cái parami, phải thực hành cái bố thí trước. Nếu mà quý vị giống như không có đi bố thí, mà mình tự nhiên mình vô tu bây giờ đây, mình không có bố thí, mình không có cái phước điền trước, mình nhảy vô mình ngồi thiền liền, chưa chắc là quý vị thiền đọc được đâu. Quý vị phải có theo là cái tuần tự pháp, quý vị phải bắt đầu học cái hạnh bố thí trước. Bố thí nó nhường nhuyễn rồi thì cái tâm mình á, nó hân hoan, nó vui, nó êm dịu, thì quý vị bắt đầu những cái pháp sau mới tới là cái pháp hành thiền. Chứ quý vị muốn mà nhảy vô mà tu thiền liền rất là khó, không có dễ dàng như mình nghĩ đâu nha quý vị. Bởi vậy đây mình học đây chính là cái pháp đầu tiên là bố thí ba la mật. Không làm nền tảng hỗ trợ, không chỉ là làm cho giữ giới được thuận lợi mà còn hỗ trợ tất cả các cái pháp hạnh ba la mật khác. Cho nên bố thí ba la mật được trình bày trước hết, trước tất cả các ba la mật khác. Số 2 là mình qua phần trì giới ba mật, sila parami. Cái thứ nhất á, là bố thí ba la mật làm nền tảng, sau đó nó sẽ hỗ trợ tạo cho sự giữ giới ba la mật được thuận lợi. Phối hợp với cái lòng quảng đại của vị Bồ Tát là giới đức của Ngài. Danh từ si lá đây có nghĩa là có quy luật và có kỷ cương. Giới thì gồm có những bổn phận mình phải làm, cha rí tá, và những điều mình cần phải tránh. Trong cái trong kinh Xí Ga Lô Qua Đá Xuất Tá thì có dạy cho chúng ta về đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận của vị tu cư sĩ đối với tu sĩ đối với cư sĩ, và bổn phận của kẻ ăn người ở trong nhà, và bổn phận của chủ nhà đối với kẻ ăn người ở, và bổn phận của kẻ ăn người ở đối với chủ nhà. Tất cả đều được giảng giải rõ trong kinh Xí Ga Lô Qua Đá. Trì giới ba la mật đây là cái tác ý tâm sở, chê tá nà, chê tá xí cá, đồng sanh với tâm đại thiện. Khi mà quý vị có cái tác ý là giữ giới, giống như mình thọ ngũ giới hoặc là mình thọ bát quan trai giới, tức là mình đã dùng tới cái tâm đại thiện. Mình giữ gìn thân, tránh xa thân hành ác để mà thành tựu thân hành thiện. Mình giữ gìn khẩu, mình tránh xa khẩu nói ác để mà thành tựu khẩu hành thiện. Ở chỗ này quý vị ghi nhận ha, khi mà mình trì giới đó, tức là mình giữ ngũ giới hoặc là mình thọ bát quan, thì không có về tâm, mà ở đây chỉ nói về thân và mà thôi. Mình giữ giới thì mình được cái thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. Giữ gìn thân khẩu, tránh xa mọi cái hành ác, để và thân và khẩu được trong sạch thanh tịnh. Quý vị thấy không? Chỉ có thân và khẩu, mình chưa nói về ý nha. Cho nên trì giới ba la mật được trình bày phía sau bố thí ba la mật. Số 3 là xuất gia ba la mật, Nekhamma Parami. Trì giới ba la mật là cái số 2, nó sẽ làm nền tảng để hỗ trợ cho xuất gia ba la mật được thuận lợi. Xuất gia, chữ Pali chính là Nekhamma, là một cái sự xa lìa cuộc đời phồn hoa đô hội và những sự khoái lạc về vật chất, là điều mà chư vị Bồ Tát hết lòng mong mỏi, vì bẩm tánh của các ngài là ưa thích cảnh vắng vẻ và yên tĩnh. Khi mình nói về cái phần này đó, thì quý vị thấy khi mà một vị vua đó, họ xa lìa cuộc đời phồn hoa đô hội và khoái lạc vật chất, nếu mà chúng ta là Phật tử thì mình xa lìa làm sao? Quý vị thấy như là bình thường quý vị thích đi uống cà phê nè, quý vị thích đi vũ trường nè,
quý vị thích cái chỗ karaoke, thích đi shopping, thì bây giờ mình xuất gia là sao? Mình tập đi, mình sẽ tập không có đi shopping nhiều, mình sẽ tập không có đi coi phim, coi hát, mình tập không có đi qua những cái quán ăn thiệt là mắc tiền, rồi mình không có đi tới chỗ ca hát, mình không có đi tới vũ trường, thì cái đó mình cũng tập về cái hạnh xuất gia rồi đó quý vị. Từ gì nếu mà mình đi lợi những cái chỗ mà vắng vẻ yên tĩnh, giống như một cái căn phòng nhỏ hoặc là một cái trú xứ nào đó đơn độc, mình ngồi mình hành thiền rồi mình ngồi mình đọc sách, thì cái chỗ đó mình cũng học cái hạnh xuất gia ở đây. Danh từ Nekhamma có nghĩa là từ khước những cái lạc thú trần gian để mà chọn lấy cuộc sống của hàng tu sĩ. Nekhamma cũng có nghĩa là tạm thời vượt qua khỏi các pháp chia lắp con đường Niết Bàn bằng cách thực hiện các tầng thiền jhana, tức là quý vị thứ nhất là xa lìa cái cuộc sống phồn hoa đô hội, cái thứ hai là quý vị hành thiền. Thì xuất gia ba la mật là bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ, tiếng Pali là Maha Kusala Jnana Sambayutta Citta. Maha Kusala Jnana Sambayutta Citta, thấy rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ dục, sắc dục nè, thinh dục nè, hương dục nè, vị dục, xúc dục, nhàm chán ngũ dục, cho nên chư Đức Bồ Tát đã từ bỏ nhà mà đi xuất gia. Cái chỗ này chúng ta thấy rất là khó đó quý vị. Thí dụ như tối mình về mình coi TV, mình sẽ nói là ồ mình coi tin tức một chút mà đâu có gì đâu, mình nhìn lên cái màn ảnh đâu có cái gì đâu mà xấu, phải không quý vị? Rồi mình nghe nhạc mình cũng đâu có gì đâu mà xấu, rồi mình đi mình cũng thích sức dầu thơm cũng đâu có gì đâu xấu, rồi mình ăn thì mình thích ăn ngon cũng không có gì xấu hết, phải không? Rồi mình muốn trải một cái tấm ra giường cho thiệt là đẹp nè, rồi mình muốn mang một cái bóp LV nè, mình muốn mang một đôi giày cao gót nè, rồi mình muốn bận những cái hàng mắc tiền, nó không có phải là mắc lắm, chừng vài trăm một bộ thôi, một cái bộ mà bộ vest thì đâu có gì đâu, lâu lâu mình mới bận một lần mà. Thành ra quý vị thấy không, mình dính mắc tất cả là sắc thinh hương vị xúc pháp rồi đó, hồi nãy giờ Nguyên Như kể đó, mình không thấy là cái gì, nhưng mà chính những cái chút đó đó, nó là những một cái sợi tơ vô hình, nó quấn mình ở trong tam giới đó quý vị. Nếu mà những cái đó không có gì á, thì quý vị thử tưởng tượng ra mình có thể bận được một cái áo của cái vị tỳ khưu hay không. Tự nhiên Nguyên Như thấy, Nguyên Như nhớ sư Mỹ hôm bữa đi lên đại niệm xứ, sư Mỹ quấn một cái bộ y của một vị tăng, nhìn cái tăng tướng của sư Mỹ rất là đẹp, ai cũng thích lời đảnh lễ sư Mỹ, Nguyên Như cũng lời đảnh lễ sư Mỹ và thấy rất là xúc động. Tự gì mình có thể một ngày, hai ngày, ba ngày mà mình bận một cái bộ đồ đó vô của một vị tăng, giống như sư Tâm mỗi ngày cô không dám làm rồi, nhưng mà thấy một hai ba bốn ngày của sư Mỹ thôi rất là hoan hỷ, mà mình đâu có thể làm được như vậy. Trong ba bốn ngày đó thì sư Mỹ đã lìa bỏ sắc dục nè, thân dục nè, hương dục nè, vị dục nè, xúc dục nè, tâm lúc nào cũng chánh niệm. Thì mình tập như vậy, người bình thường như mình khó làm lắm quý vị. Nếu mà quý vị làm được á, thì có thể nào mà mình có cái khóa thiền đó, thay vì mình vô mình tập 7 ngày như là một vị cư sĩ, quý vị vô quý vị thử làm 7 ngày, anh Giang Nhất Hải với anh Thính Pháp thử vô tu mà xuất gia tỳ kheo trong vòng 7 ngày thôi, thầy sẽ thấy hạnh phúc của cái sự xa lìa ngũ dục này rất là tuyệt vời đó quý vị. Nguyên Như cũng hy vọng là một ngày đẹp trời Nguyên Như cũng làm được như vậy đó. Xuất gia ba la mật được trình bày sau cái sự giữ giới ba la mật. Trí tuệ ba la mật, Panya Parami, đi liền sau xuất gia, Nekhamma, chính là trí tuệ Panya. Trí tuệ ba la mật là hiểu biết rõ ràng và đúng đắn, thấu triệt chân tướng của vạn pháp xuyên qua ánh sáng của ba đặc tướng. Thứ nhất là vô thường, Anicca.
Thứ hai là khổ, dukkha, và thứ ba là vô ngã, anatta. Xuất gia ba la mật đây sẽ làm nền tảng hỗ trợ cho trí tuệ ba la mật được thuận lợi. Trí tuệ ba la mật là trí tuệ tâm sở, bằng nhìn trí giác, chề tá xí cá. Nó đồng sanh với bốn cái tâm đại thiện hợp với trí tuệ, biết nghiệp là của riêng mình. Cầm má, sát cá ta, nhà ná. Cầm má, sát cá ta, nhà ná. Trí tuệ, thiền tuệ, vipassana, nhà ná. Thấy rõ, biết rõ, thực tánh của sắc pháp và danh pháp. Trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ sự sinh diệt của sắc pháp, danh pháp. Trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, tức là trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp và danh pháp. Khi mình nói chữ là trí tuệ, thiền tuệ ở đây, có nghĩa là ở đây chính là cái trí tu đó cả nhà. Mình không phải là mình ngồi mình suy tưởng, mình suy nghĩ, mà mình thấy cái thực tánh của sắc pháp và danh pháp được đâu. Mình phải dùng cái trí tuệ Vipassana, mình mới có thể là thấy triệt để những pháp, danh pháp, sắc pháp và ba cái trạng thái khổ này đây. Mà mình làm sao mà mình có trí tuệ Vipassana được? Thì mình phải tu, mình phải ngồi thiền, mình phải tập từ từ. Chứ không phải mình nói trí tuệ Vipassana là mình ngồi, mình tréo cái chân cái mình thấy liền. Nếu mà dễ vậy thì đâu có tờ cần phải tu bốn a tăng kỳ như là Đức Phật của mình, phải không quý vị? Cho nên trí tuệ ba la mật ở đây sẽ được trình bày phía sau cái xuất gia ba la mật. Rồi Nguyên Như sẽ xin đi qua cái phần tinh tấn ba la mật, chính là quy rí giá parami. Tinh tấn ba la mật, tinh tấn ba la mật ở đây là tiếng Pali là quy rí giá, nó có một sự mật thiết liên quan với trí tuệ Bành nhà. Tinh tấn ba la mật là sao? Chính là một cái sự giữ vững, nghị lực, kiên trì, cố gắng, quyết tâm thành đạt mục tiêu cuối cùng. Tinh tấn ở đây không phải là mình giàu về vật chất, mặc dầu là khi mà mình có sức mạnh vật chất, đây cũng là một điểm lợi. Giống như mình có tiền bạc, tài sản của cải nhiều, đây cũng là một điểm lợi, nhưng mà không có phải là cái sự tinh tấn mà mình muốn nói ở đây. Tinh tấn ở đây là một cái năng lực tinh thần, là cái tâm dũng mãnh cao quý hơn sức mạnh của vật chất nhiều. Tinh tấn ở đây được định nghĩa là một sự chuyên cần, cố gắng, không có ngừng nỗ lực hoạt động bằng cả thân lẫn tâm, nhằm tạo hoàn cảnh an lành và hạnh phúc cho kẻ khác. Thí dụ khi mà mình nói mình tinh tấn ở trong cái thiền minh sát, có nghĩa là quý vị giữ vững cái sự nỗ lực trong cái kiểm soát cái chánh niệm của mình. Mình không để mà mình thất niệm đó, thì nó gọi là tinh tấn. Tinh tấn này không phải là mình dồn, mình push, mình đẩy, mình bám, mình dùng cái một cái sức mạnh để mà mình hành thiền. Mà tinh tấn ở đây có nghĩa là một cái sự không ngừng nghỉ, quý vị nhớ chỗ đó nha, không có ngừng nghỉ, không có ngừng quan sát, không có ngừng cái sự mà có chánh niệm, giống như là mình không bao giờ mình sao lãng cái chánh niệm, chứ không có nghĩa là mình ép, mình buộc, mà mình đẩy, mình mạnh, mình dùng cái tâm sân, không có phải như vậy. Trí tuệ ba la mật, nó làm nền tảng, hỗ trợ và nó tạo cho tinh tấn ba la mật được thuận lợi. Khi mà quý vị có tinh tấn thì quý vị phải lấy cái trí tuệ làm nền tảng. Chứ mình không có dùng cái tâm sân, mình không có dùng tâm tham, mà mình push, mình đẩy cho cái sự tinh tấn này nó hoạt động thì nó không đúng nha quý vị. Nó phải lấy cái trí tuệ làm nền tảng. Tinh tấn ba la mật ở đây chính là tinh tấn tâm sở, quy rí giá, chề tá xí cá. Nó đồng sanh với cái tâm đại thiện. Nó tinh tấn không ngừng trong bốn pháp tinh tấn. Thứ nhất là tinh tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho phát sinh. Thứ hai là tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh. Thứ ba là tinh tấn làm cho thiện pháp chưa phát sinh thì được phát sinh. Và số bốn là tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. Cho nên tinh tấn ba la mật này
được trình phía sau trí tuệ ba la mật. Mình đi tới phần số 6, chính là nhẫn nại ba la mật, khanh tí, parami. Nhẫn nại ba la mật cũng quan trọng như là tinh tấn ba la mật. Cái sự nhẫn nại ba la mật là một cái sự chịu đựng những cái phiền não mà người khác gây ra cho mình và gánh chịu những lỗi lầm của kẻ khác. Quý vị thấy cái sự nhẫn nại này nó khó chứ không phải nó dễ đâu quý vị. Thí dụ như mình ở nhà đi, mình chịu đựng những phiền não do người khác gây ra. Thí dụ người đó làm cho mình bực mình thì mình nhịn. Rồi những cái người khác làm cái chuyện gì xấu tới mình thì mình nhịn được, là tới mình thôi. Nhưng mà khi mà những người khác mà họ có những lỗi lầm đó, những lỗi lầm của họ làm đó mà họ đẩy qua cho mình gánh đó, thì lại là một cái chuyện hoàn toàn khác. Mình thường thường mình nhịn được cái bước đầu thôi, bước sau mình khó lắm quý vị. Giống như mình bị oan đó, mình bị người ta nói cái những chuyện mà mình không có, hoặc là người ta làm những cái chuyện xấu rồi người ta đẩy qua cho mình đó quý vị. Nam Mô Bích Tha Giá. Nguyên Như ơi, Nguyên Như bị rớt mic rồi. Nguyên Như có nghe Nguyên Trang không ạ? Dạ, cảm ơn Thanh Nhân Nhất Hà cho tiếng tín hiệu. À, Nguyên Như ơi, chắc có điện thoại vô hay sao rồi? Không thấy... Dạ, có. Mọi người có thấy bàn tay Nguyên Như không ạ? Nguyên Như có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Nói rồi mất tiêu rồi. Dạ quý vị chờ chút xíu nha. Để Nguyên Trang gọi Nguyên Như một cái nha. Rồi, không thấy Nguyên Như. Rồi để Nguyên Trang gọi Nguyên Như một cái. Dạ. Dạ, dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Hello, dạ thưa cả nhà, nghe được Nguyên Như lại chưa ạ? Sa thú anh Giang, sa thú cả nhà. Thành ra khi mà mình nói có cái sự nhẫn nại đó, là thứ nhất, cả nhà nhớ nha, là mình chịu đựng được những phiền não mà người khác gây ra cho mình, mà mình ok, rồi mình có gánh chịu được những lỗi lầm của người khác hay không, hoặc là khi người khác mà làm những lỗi lầm, mình nhìn cái đó, mình có nhìn bằng tâm bực dọc, hay là mình đã nhìn những lỗi lầm người khác bằng một cái sự tha thứ, tức là ai cũng có lỗi, mình có thể mà mình giúp được những cái người bạn của mình thoát ra lỗi lầm hay không là một cái chuyện khác. Nếu mà mình không có sự nhẫn nại này á, thì mình rất có thể là mình upset, mình bực dọc, mình khó chịu, mình sanh tâm sân hận, rồi mình nói lỗi lầm của người khác ra như là một cái chuyện mà không có thể nào mà chịu đựng được đó, thì chính lúc đó là mình không có cái sự nhẫn nại ba la mật. Về cái việc này nè cả nhà, thì Nguyên Như thấy là mình rất là cần học hỏi nhiều đối với anh Mỹ. Anh Mỹ là cái người mà có sự nhẫn nại ba la mật, là Nguyên Như thấy là nổi bật hết trong cái nhóm. Là chúng ta là cần phải có cái sự học, cái sự ở anh Mỹ là cái sự nhẫn nại và cái sự hỷ xả đây. Nếu mà ai mà không có biết sẽ thơ xin là kêu là học hỏi nơi Cavinader, là he là rất là beautiful trong cái sự nhẫn nại và cái sự hỷ xả của anh Mỹ, là tất cả ai cũng thấy cái này rất là nổi bật của anh Mỹ. Tinh tấn ba la mật chính là nền tảng
để hỗ trợ tạo nhẫn nại cho cái ba la mật được thuận lợi. Nhẫn nại ba la mật đây là vô sân tâm sở, a đồ sát chê tá xích cá, đồng sanh với tâm đại thiện. Đây là sự nhẫn nại, chịu đựng được mọi nghịch cảnh. Tâm sân ở đây không có phát sinh, không có phát sinh đối với đối tượng xấu ấy, mà chỉ có tâm đại thiện phát sinh để mà đạt đến mục đích cao cả mà thôi. Quý vị nhớ nha, khi mà có những cái nghịch cảnh á, mà cái tâm sân nó không có phát sinh, mà chỉ có tâm đại thiện phát sinh thôi. Thành ra nếu mà mình gặp chuyện gì nghịch lòng, không vừa ý, mà mình mà không có sân á, là chính là mình tập về cái nhẫn nại ba la mật nha cả nhà. Rất là xa thú chỗ này ha. Cho nên nhẫn nại ba la mật được trình bày phía sau tinh tấn ba la mật. Về số 7, chúng ta sẽ được ôn lại là chân thật ba la mật, Satcha Parami. Satcha Parami, chân thật là ba la mật thứ 7. Satcha có nghĩa là chân thật, có nghĩa là giữ tròn lời hứa. Đó là một đặc tính của Bồ Tát, luôn luôn hành động theo lời nói và nói theo hành động. Có câu Pali ở đây. Yatha wadi tatha kari. Yatha kari tatha wadi. Tức là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Nhẫn nại ba la mật làm nền tảng hỗ trợ tạo cho chân thật mật được thuận lợi. Chân thật ba la mật là tắc ý tâm sở, chê tá na, chê tá xí cá, hoặc là tiết chế tâm sở, là quý rá tí, chê tá xí cá. Tiết chế hay là tâm sở giới phần đó cả nhà. Hoặc là trí tuệ tâm sở, bành nhìn trí giá, chê tá xí cá, bành nhìn trí giá, chê tá xí cá, đồng sanh với tại thiện tâm, hợp với trí tuệ, với lời nói chân thật. Chá hoa cha phát sinh từ tâm đại thiện, tức là nói như thế nào, làm như thế ấy, làm như thế nào, nói như thế ấy, không bao giờ nói dối, nói sai sự thật, mà dám hy sinh sinh mạng của mình để giữ gìn sự thật mà thôi. Cho nên, chân thật ba la mật này được trình bày ở phía sau nhẫn nại ba la mật. Chúng ta đi tới phần thứ 8 là quyết định ba la mật. Atithana Parami, theo liền sau cái hạnh chân thật là cái đức tánh quyết định. Đức tánh quyết định đây có nghĩa là mình lập tâm chắc chắn, không có thối chuyển, không có cái sự quyết định vững chắc này thì mình rất là khó thực hành các ba la mật khác. Chúng ta có thể so sánh cái quyết định như một cái tòa nhà rất là lớn, nhờ cái ý chí bất thối này mà Đức Bồ Tát đã phá tan các chướng ngại ngổn ngang ở trên đường tu của Ngài. Ngài lúc nào cũng nhắm thẳng vào mục tiêu, bệnh hoạn, phiền não, thất bại không có làm cho Ngài chợp mắt, lãng quên sứ mạng của Ngài. Nói ở vậy thì cái chỗ này, khi mà quý vị lỡ mà mình có mình bực bội nè, mình không có chân thật nè, mình có cái chuyện gì mà mình phải nói dối nè, mình có lập biến nè, mình không có trí tuệ nè, mình xạo sao lãng việc học, việc tu nè. Tất cả những cái việc này không có làm cho mình nao núng. Tự vì sao? Tự mình đã có quyết định ba la mật. Lỡ mà mình không có thực hành tốt trong cái 10 pháp parami này, giống như là một cái keo mà mình thua rồi đó, thì mình làm thua keo này thì mình bày keo khác ha quý vị. Chứ mình không thể nào mình nói trời ơi tôi xấu quá, tôi lúc nào tôi cũng nói dối, lúc nào tôi cũng không có chân thật, rồi lúc nào tôi cũng làm biến tu, tôi không có trí tuệ này này kia đó. Mình đủ thứ lý do rồi mình sao lãng cái việc tu của mình, gọi là, tức là tiếng Mỹ nó gọi là drop the ball đó, tức là mình bỏ luôn, mình không có thèm nữa, tự mình tu không được, mình ngồi thiền một chút không được đó, cái mình nói thôi tôi không thiền nữa, từ cái này không phải của tôi rồi, chắc tôi làm gì khác, chắc tôi tu không được rồi. Không có phải nha quý vị. Mình phải có quyết định ba la mật, tức là mình đã phải lập cái tâm không có thối chuyển. Thì cái đây chính là
cái chuyện mà mình phải học đây là mình không có quên lãng cái goal của mình, là mình phải tu và mình phải thành, mình phải có tu thì mình phải thành những cái gì mà mình vấp ngã trên đường đi. Mình chính là một cái bài học, mình phải nhìn nó làm kinh nghiệm. Mình nhìn có nhiều khi mình làm mà mình quên đi những người xung quanh luôn. Có những khi mà mình làm một cái chuyện gì mà mình cứ băng băng mình làm đó quý vị. Mình không cần biết bạn bè mình nói gì, mình không cần biết người thân mình nói gì, mình chỉ chăm chăm mình làm. Khi mà mình làm như vậy á, mình vô tình là mình hoàn tất những cái chuyện trong đầu mình nghĩ thôi, mà mình quên lãng cái tâm từ tâm xã. Mình quên lãng là khi mình làm đó là mình phải cần những cái bạn bè, những cái người thân của mình xung quanh cũng phải hòa hợp, mình cũng phải có một cái harmony cùng vui với nhau để mình làm. Nhiều khi mình làm mà mình bất chấp bất cập đó quý vị, nó cũng là một cái lỗi nữa. Thì khi mà mình bị như vậy rồi đó thì mình không có sao lãng, mình không có bị upset, mình không có bị bực bội là mình là người thất bại, mà mình phải nhìn những cái mistake của mình, những cái lỗi của mình, và ngay cả những cái lỗi của tất cả những người bạn của mình nữa, để mình cùng nhau mà mình học, rồi mình dùng cái đó là một cái viên đá nhỏ để mà mình bước lên phía trước. Và ở đây chính là trong cái hạnh là quyết định đây, cái sự lập tâm, cái sự quyết định của mình nó không có thối chuyển. Và mình tất cả những cái bước mà thất bại của mình á, mình sẽ nhìn cái đó là một cái bài học để mình trở nên tốt hơn. Chỉ mình không có dùng những cái đó để mình quay lại mình giận hờn người này, mình trách người kia, rồi mình làm cho tất cả đều tan vỡ hết, thì cái đó không phải là cái con đường tu mà mình muốn, phải không cả nhà? Chân thật Ba La Mật đây làm nền tảng hỗ trợ tạo quyết định cho Ba La Mật, tạo cho quyết định Ba La Mật được thuận lợi. Quyết định Ba La Mật đây chính là một cái tâm đại thiện hợp với trí tuệ, phát nguyện bằng ý nghĩ trong tâm hoặc là phát nguyện bằng cái lời nói chân thật của mình. Quyết định Ba La Mật này có năng lực rất là phi thường, cho nên quyết định Ba La Mật được trình bày phía sau chân thật Ba La Mật. Rồi mình đi kế tiếp là tâm từ Ba La Mật, là Metta Parami. Tâm từ Ba La Mật là quan trọng nhất trong tất cả Ba La Mật. Nó không phải là đi trước nhất, mà nó là quan trọng nhất. Không có cái danh từ nhẹ nhàng, duyên dáng nào ở trong tiếng Anh mà tương đương được với chữ Metta. Thành ra nhiều khi đó, quý vị thấy mình dùng cái chữ Metta là mình hiểu rõ nhất. Mình có thể tạm dùng những cái danh từ như là hiền lành, hảo tâm, thân ái, hay là tâm từ. Nhưng mà khi mình dùng cái chữ Metta hay cái chữ tâm từ là nó diễn đạt một cách xuất sắc cái chữ này. Là mình cứ dùng cái chữ Metta là hay nhất quý vị. Chứ những cái từ ngữ tiếng Anh nó cũng không có hay lắm. Cái tâm từ diễn tả được lòng thành thật, ngưỡng nguyện cho tất cả chúng sanh, không có từ bỏ một sanh linh nhỏ bé nào được an lành hạnh phúc. Chính cái sự tâm từ đây đó đã thúc giục một vị Bồ Tát từ phước những cái sự giải thoát riêng rẽ của mình để mà cứu độ tha nhân. Tâm của vị Bồ Tát này thì thấm nhuần tình thương vô hạn vô biên đối với tất cả, không có phân biệt giai cấp, Ngài cũng không phân biệt chủng tộc, không phân biệt nam hay là nữ. Ngài là hiện thân của tình thương đại đồng, không có làm ai sợ, nhưng mà Ngài cũng không có sợ ai cả. Ngài như là một con thú đơn độc ở giữa chốn núi rừng, là bạn thân của Ngài, và chính nhờ sống chung với các loài cầm thú mà Ngài đã nuôi dưỡng tình tương thân tương ái. Ngài luôn luôn ôm ấp trong lòng một tình thương vô hạn đối với tất cả chúng sanh. Quyết định Ba La Mật ở đây nó làm nền tảng và hỗ trợ cho tâm từ Ba La Mật được thuận lợi. Cái chi pháp là từ Ba La Mật là chính là vô sân tâm sở, á đô xá, chê tá xí cá, đồng sanh với tâm đại thiện, là có đối tượng là tất cả chúng sanh. Quý vị nhớ nha, tâm từ đó, đối tượng của tâm từ là tất cả chúng sanh. Đức Bồ Tát tạo cái tâm từ Ba La Mật đối với muôn loài, là mình có cái câu mà mình hay đọc, chị Nguyên Trang hay đọc đó. Sắp bê sắp ta á quê ra hòn, tú áp gia bách trà hòn, tú á ni ca hòn,
Tusukhita Nàng Pariha rành tú, cầu mong tất cả chúng sanh không có quan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, xin giữ gìn sân thân tâm thường được an lạc, cho nên tâm từ. Ở đây, tâm từ Ba La Mật thì đã được trình bày phía sau phát nguyện Ba La Mật, hay là còn gọi là quyết định Ba La Mật. Số 10 là phần cuối cùng, chính là tâm xả Ba La Mật Upekkha Parami. Upekkha là trông thấy đúng đắn, vạn định chân chánh, suy luận một cách vô tư, tức là không có luyến ái mà cũng không có oán ghét, không có ưa thích, cũng không có ruồng bỏ. Mà cả nhà nhớ cái chỗ này ha, cái danh từ Upekkha đây không có nghĩa là lạnh lùng, lãnh đạm nha quý vị. Chỉ là không có luyến ái thôi và không có oán ghét, nhưng mà không có nghĩa là lạnh lùng. Thường thường mà mình không cần hay là mình không có muốn cái gì á là mình lạnh lùng lắm, mình lãnh đạm, mình không có thích nó. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là cái tâm xả ở đây nha quý vị. Cái tâm xả ở đây đó thì nó cực kỳ quan trọng, mà nó cũng rất khó thực hành đối với hàng cư sĩ của mình. Những người, những bậc mà tu như là sư Thanh Tâm nè, sư Nguyên Thông nè, thì còn dễ. Chứ mà mình ở nhà mình làm cư sĩ rất là khó, tự mình phải lăn lóc ở trong thế gian. Tâm từ Ba La Mật thì làm nền tảng hỗ trợ cho tâm xả, tức là cái số 9 nó hỗ trợ cho số 10 đây. Tâm xả Ba La Mật thì có chi pháp là hành xả tâm sở. Tattara mat chattata chetasika đồng sanh với cái tâm đòi đại thiện, và nó cũng có đối tượng là tất cả chúng sanh. Khi mà Đức Bồ Tát á, Đức Bồ Tát tạo tâm xả Ba La Mật đối với chúng sanh, Ngài đối xử tốt với những chúng sanh lễ bái cúng dường đến Ngài, và Ngài cũng có tâm xả đối với chúng sanh mà đối xử xấu hoặc quấy phá và làm khổ Ngài. Cái chỗ này quý vị thấy khó không? Mình có tâm xả đối với những người thương yêu mình, và mình cũng có tâm xả đối với những người chống đối mình. Cái này thiệt là không dễ làm chút nào hết, phải không quý vị? Tức là mình đã không có nỗi sân với nó là đối với những người mà phá mình là hay rồi, chứ mình có tâm xả là chắc không có rồi đó. Cái này là phải tập, và cái đây là cũng một cái tâm cực kỳ quan trọng trong cái 10 Ba La Mật đây. Đức Bồ Tát có tâm đại thiện trung dung đối với tất cả chúng sanh vô lượng ấy, có nghĩa là không có thương yêu đối với chúng sanh mà tôi đối xử tốt với Ngài, mà cũng không có phát sinh tâm thù ghét đối với chúng sinh mà đối xử xấu với Ngài. Sabbe satta kammasaka, sabbe satta kammasaka, tất cả mọi chúng sanh đều có nghiệp riêng của họ, cho nên tâm xả Ba La Mật được trình bày phía sau tâm từ Ba La Mật. 10 Ba La Mật này được trình bày theo tuần tự Ba La Mật, trước làm nền tảng hỗ trợ cho Ba La Mật sau, đó là theo cách thuyết pháp và thực hành. Tuy nhiên, mỗi khi mà chúng ta có cơ hội tốt để tạo một cái Ba La Mật nào, thì chúng ta cứ tạo Ba La Mật ấy, chứ không có bỏ lỡ cơ hội. Có nghĩa là khi mà chúng ta cần làm phước thì mình làm phước, cần tâm từ thì mình tâm từ, cần nhẫn nại thì mình nhẫn nại. Tức là mình gặp cái nào mình làm cái đó. Nhưng mà theo cái việc mà tuần tự pháp đó, thì mình phải, nếu mà mình không có chuyện gì đó, mình phải làm từ cái bố thí trước, rồi mình mới học qua trì giới, rồi mình mới xuất gia, rồi mình phải mới học qua trí tuệ, mình mới tạo lên tinh tấn, rồi tới nhẫn nại, tới chân thật, tới quyết định, tới tâm từ và tới tâm xả. Bài hôm nay nó hơi dài, thành ra Nguyên Như xin phép cả nhà hoan hỷ. Bây giờ là 10 giờ 42 phút. Nguyên Như ráng gom hết tất cả cái phần parami đây. Về thêm một phần nhỏ nữa là về Phật ở bên Phật giáo phát triển, hay còn gọi là Đại Thừa quý vị, thì họ không có ra cái 10 pháp Ba La Mật, mà họ chỉ có 6 pháp Ba La Mật thôi, còn gọi là lục độ parami.
thì có là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Họ thiếu tất cả là bốn pháp. Pháp chân thật không có nè, pháp quyết định không có nè, pháp tâm từ không có và pháp tâm xả họ không có. Họ chỉ cần có lục độ ba la mật hay là lục độ parami thôi. Cái này là về bên Phật giáo phát triển. Thì mình sẽ thấy khác ở bên Phật giáo Nam truyền của mình đây. Dạ, Nguyên Như xin ôn bài xong rồi. Bây giờ con xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm có thể lên để cho chúng con chỉnh tránh tri kiến. Hoặc là hồi nãy giờ Nguyên Như có phần sai chỗ nào, con xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm có thể cầm mic để chỉ dạy cho chúng con ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho Sư Thanh Tâm ạ. Dạ, Mô Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, kính chào Đạo Tràng. Quý vị nghe Nguyên Như trình bày mời pháp ba la mật, rồi cái thập phúc nữa, thập phúc, mời cái thập phúc, quả thật là siêu sao, quả thật là siêu sao. Trong vòng 9:30 tới 10:42 quả thật là tuyệt vời. Quý vị nghĩ coi, trình bày mười pháp ba la mật trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ là đã là quá khó rồi ha, huống chi mà thêm 10 cái thập phúc hành tông nữa. Thì ra thì câu chuyện này nó còn dài quý vị. Thì 10 pháp ba la mật á, nó có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ đó thì thường thì cho những bậc thinh tăng đệ tử Phật ha. Rồi bậc trung á là độc giác Phật, và bậc chánh đẳng chánh giác là 30 pháp ba la mật. Thưa quý vị, bây giờ là 10:45 rồi. Suy nghĩ nếu mà nói thêm nữa đó thì nó sẽ hết giờ của quý vị. Thì hôm nay mình nắm được cái đại ý, cái ý chính của thập phúc hành tông và mười pháp ba la mật ở cái mức độ căn bản như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Thì mỗi ngày đó mình cứ học thêm chút thì nó mới thấm lận như vậy, chứ cái này nó rất là sâu sắc. Ví dụ như bố thí ba la mật nó có 3 bậc. Bậc hạ đó là mình nguyện bố thí, mình cho ra bố thí vật chất nè, bố thí công sức nè, rồi bố thí pháp nè. Thì cái người bố thí vật chất, bố thí công sức, bố thí pháp ở cái mức độ mà bậc hạ đó, tức là mình bố thí những cái gì mà mình dư ha, thì đó là bậc. Còn bậc trung á, mình bố thí những cái gì mà mình đang dùng, đang xài, mà người ta xin á, là mình bố thí. Người ta xin là mình phải bố thí ngay, tại mình nguyện mà, nguyện thành Phật là phải như vậy. Rồi bố thí bậc thượng đó là bố thí luôn cả những cái phần trong thân thể của mình. Ví dụ như người ta xin con mắt, mình cho con mắt. Người ta xin cái thận, mình cho cái thận. Người ta xin tủy, mình cho tủy, gì đó. Vì thế trong quá khứ của Đức Phật đó, tức là lúc mà Ngài còn Bồ Tát đó, Ngài đã từng bố thí luôn cả cái thân này mà bố thí cho thú ngàn, chứ không phải cho người nữa. Quý vị, với một cái ý tưởng cao thượng, cao siêu như vậy đó. Cho nên cái mười pháp ba la mật này nó rất rất là cao siêu.
Nhưng mà hôm nay mình học được như vậy là quý lắm rồi quý vị. À, mình sẽ từ từ mình học thêm ha. Rồi bây giờ 10:47 rồi, sư nghĩ mình ngồi tĩnh tâm 3 phút đi, 3 phút là tu tiến ba la mật hết. Rồi mời quý vị bắt đầu, quý vị giảng trở về với cái thân, quý vị thấy thân tâm của mình, cái thân nó thở, nó chuyển động là gió. Hết thở, mô Phật, kính thưa quý vị, vài phút tĩnh tâm đã trôi qua. Khi mà mình thấy rõ thân tâm hay biết thân tâm, đó là pháp vô ngã, có nghĩa là chiếu kiến ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Mình biết nó vô thường, vô ngã cho nên đừng có chấp thủ. Ai xả ly không chấp thủ, giới hạnh được thành tựu thì thoát ly đường sanh tử. Dạ, mô Phật, sư thấy thời gian đến đây vừa phải lẽ. Trước khi dứt lời, sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người. Là người năng như mình lễ bái cũng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi, mời một vị lên hồi hướng phước ạ. Sa thu, lành thai.
Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Kính cảm ơn Nguyên Như đã chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay, rất là hoan hỷ ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính Pháp ạ. Ya Deva Ta San Vi Thi Ha Ra Va Si Ni Thu Be Kare Po Thi Kare Ta Hin Ta Hin Ta Tham Ma Da Ne Na Pha Wan Thu Pu Chi Ta So Tinh Ka Ro Te Tha Vi Ha Ra Man Da Le Thế Ra Cha Mat Cha Na Va Ka Cha Phit Ka Vo Sa Ra Mi Ka Da Na Ba Ti U Pa Sa Ka Gama cha de sa ni gama cha it sa ra sabba na hu ta sukhita pha wan tu te. Cha la pu cha ye pi cha an da sam pha wa san se da cha ta atha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sabbe pi duk kha sakaron tu sang kha yam. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra ta puk cha ga. Sang kho ho tu sa mak go wa at tha cha hi ta ya. Ya cha am he rak kha tu sa tham mo. Sa pe pi tham ma cha ri no vu thin sam ba pu ne ya ma tham ma vi pa yap ba we. Ti te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Và dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Nguyên Như đã chia sẻ Phật Pháp. Bài học ngày hôm nay, kính cảm ơn sư Thanh Tâm và kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia buổi học ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú trở lại vào ngày mai. Ngày mai là thứ năm, sẽ là giờ của sư Pháp Tính. Dạ, cũng là vào lúc 9 giờ, giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Và con kính mời quý cô chú cùng tham gia. Dạ, con kính chúc quý cô chú và quý sư có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính tạm biệt đạo tràng ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ.